Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, qua đó đã nhận được sự hưởng ứng ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay xây dựng Quỹ vì người nghèo. Tính đến hết tháng 8 năm 2019, Quỹ vì người nghèo hai cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được gần 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban vận động quỹ các cấp trong tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo kịp thời đúng quy định, góp phần giúp đỡ các hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Theo kế hoạch, trong năm 2019, Quỹ vì người nghèo hai cấp trên địa bàn tỉnh sẽ phấn đấu vận động tiếp nhận 6 tỷ đồng. Để đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội để góp phần hỗ trợ cho các hoàn cảnh còn khó khăn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra việc sử dụng nguồn Quỹ vì người nghèo cũng được chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Văn Bàn đã chú trọng công tác quy hoạch, phát triển đô thị, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn Bàn đã tập trung xây dựng, phát triển đô thị tại trung tâm các vùng trên địa bàn huyện như Võ Lao, Tân An, Dương Quỳ, Khánh Yên Hạ. Văn Bàn cũng đã huy động nguồn lực xây dựng khu trung tâm hành chính của huyện, hồ cảnh quan, các tuyến đường kết nối khu trung tâm huyện với khu hành chính, hệ thống cây xanh trên tất cả các tuyến đường nội thị, tập trung quy hoạch, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng các tuyến giao thông và hệ thống phụ trợ kết nối với các tuyến đường trong khu vực. Từ việc chú trọng phát triển quy hoạch đô thị và kết nối giao thông đã tạo động lực mạnh mẽ đến việc thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt bình quân 12,9% mỗi năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả nhiệm kỳ đạt trên 9.900 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đến năm 2020 đạt trên 220 tỷ đồng, đạt trên 200% so với mục tiêu nghị quyết đại hội. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ không được vay ngoại tệ với các khoản vay chung dài hạn. Đây là quy định trong thông tư 42 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, từ ngày 1 tháng 4, các doanh nghiệp xuất khẩu đã không được vay vốn bằng ngoại tệ cho các nhu cầu ngắn hạn. Nếu muốn thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, các doanh nghiệp sẽ phải mua ngoại tệ hoặc thông qua các dịch vụ bảo lãnh thanh toán từ các ngân hàng. Nguồn ngoại tệ ở các ngân hàng thương mại vẫn đảm bảo đáp ứng đủ các giao dịch cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho rằng, việc này sẽ khiến chi phí vay vốn của họ tăng lên, bởi nếu vay bằng đồng đô la, lãi suất chỉ khoảng 3-4%, thấp hơn một nửa so với vay vốn bằng đồng Việt Nam. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, quy định trên nhằm giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ trên tổng dư nợ tín dụng, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ để chậm nhất đến năm 2030, cơ bản khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Sapa đã thực hiện duy trì có hiệu quả hoạt động các dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân, nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sapa cho các hội viên để phát triển sản xuất. Từ đầu năm 2019 đến nay, hội đã duy trì và quản lý hiệu quả 5 dự án do Trung ương hội và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai ủy thác với tổng dư nợ 4 tỷ đồng cho 77 hộ nông dân trên địa bàn thị trấn Sapa vay vốn để phát triển sản xuất. Ngân hàng chính sách xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua hội nông dân tại 17 trên 18 xã thị trấn với 1.726 hộ vay. Doanh số cho vay đến thời điểm này là hơn 1 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ toàn huyện lên gần 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay hộ gia đình, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Hội Nông dân huyện Sapa cũng đã phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Sapa ký kết văn bản liên ngành tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm, đã thành lập một tổ vay vốn ngân hàng nông nghiệp tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Mường Khương, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho bậc tiểu học trong năm học mới là tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhất là tại những trường học vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nấm Lư được thành lập năm 2015,
trên cơ sở chuyển đổi từ trường tiểu học Nấm Lư. Trong suốt 5 năm qua, cấp ủy cùng ngành giáo dục địa phương đã quan tâm hướng nhà trường xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn quốc gia bằng những việc làm cụ thể như đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh, thu hẹp dần khoảng cách với các khu vực, vùng miền khác. Hàng năm, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, học sinh tham gia các môn thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, trạng nguyên tiếng Việt, tuyên truyền và giới thiệu sách cấp huyện, cấp tỉnh đều đạt giải cao. Đó chính là cơ sở để nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học 2019-2020. Nấm Lư chỉ là một trong 13 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Mường Khương. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 5 trường đạt chuẩn mức độ 2. Để củng cố, nâng cao chất lượng các trường học, trong năm học này, 128 phòng học mới đã được huyện Mường Khương đưa vào sử dụng, nâng tổng số phòng học trong toàn huyện lên trên 1.000 phòng học. Huyện nghèo 30A, huyện vùng cao biên giới rất là khó khăn. Thì cái việc mà phấn đấu, xây dựng và duy trì trường tiểu học đạt chuẩn thứ hai thì là một cái có ý nghĩa rất là quan trọng, nâng cao cái chất lượng mũi nhọn cho học sinh. Cơ sở vật chất đảm bảo, không có phòng học tạm kể cả các điểm trường lẻ, cùng với đó là sự đồng thuận của các bậc phụ huynh tạo những điều kiện thuận lợi để con trẻ được tới trường, chính là điều kiện quan trọng để sự nghiệp giáo dục tại những vùng khó khăn như Mường Khương duy trì tốt tỷ lệ học sinh chuyên cần ngay từ đầu năm học. Còn tại huyện Bắc Hà, thời điểm này ngành giáo dục huyện cũng đã hoàn tất các điều kiện cần thiết, tự tin bước vào năm học mới 2019-2020. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cốc Ly 1, thầy và trò ở cả 3 cấp trường trên địa bàn xã đã cùng nhau tổ chức lễ khai giảng trong niềm hân hoan phấn khởi, chào đón một năm học mới. Những hoạt động sôi nổi ý nghĩa như thế này đã tạo không khí hứng khởi cho các em học sinh trước thềm năm học mới. Chúng em cảm thấy rất vui khi được tham gia ngày lễ khai giảng hôm nay. Chúng em được tham gia rất nhiều các trò chơi rất bổ ích và chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để được thành công hoa trò giỏi và cố gắng 2019-2020 ạ. Để chuẩn bị tốt các điều kiện dạy và học, trước đó tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện Bắc Hà đã khẩn trương tu sửa cơ sở vật chất trường lớp học, chuẩn bị văn phòng phẩm, sách giáo khoa, duy trì nền nếp, chỗ ăn ở cho học sinh bán trú. Và một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó là huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần ngay từ đầu năm học. Đơn vị ở trường chúng tôi đã tích cực trong công tác chuẩn bị cho năm học mới, cụ thể là về cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp thì chúng tôi đã tiến hành cho học sinh tiệu trường đúng thời gian quy định. Trường cũng đã bố trí phòng học, hệ thống bàn ghế và các điều kiện khác để phục vụ tốt cho năm học. Và đối với học sinh bán trú thì chúng tôi đã chuẩn bị phòng ở, nhà ăn, rồi là các điều kiện để tổ chức nấu ăn tập thể cho học sinh ngay từ ngày 19 tháng 8 khi mà các em tiệu trường. Về văn phòng phẩm cũng như sách giáo khoa và đồ dùng học tập của học sinh thì nhà trường cũng đã tiến hành cho các em mượn và cấp phát đầy đủ. Và cho đến giờ phút này thì không có em nào là thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Đến nay, về điều kiện cơ sở vật chất, toàn huyện đã đưa vào sử dụng 8 công trình nhà lớp học với tổng số 56 phòng, đưa vào sử dụng 3 nhà ăn, bếp nấu cho học sinh bán trú và nhiều công trình nhà vệ sinh trường học. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu nguồn vốn 15 tỷ đồng để chuẩn bị sửa chữa, duy tu, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn huyện. Cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác bộ máy, đội ngũ giáo viên đã được ngành chú trọng. Để chuẩn bị cho năm học mới đến thời điểm này, thì phòng giáo dục đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp thế và các cái điều kiện là phục vụ cho năm học mới thì đã đảm bảo và sẵn sàng cho khai giảng năm học mới và triển khai cái nhiệm vụ năm học 2019-2020. Thế để chuẩn bị tốt các điều kiện này thì về cái đội ngũ thì chúng tôi đã tập trung giáo viên và bồi dưỡng cái đội ngũ trong cái từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 8. Thế còn về sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập, đồ dùng học tập thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trường phối hợp với phụ huynh học sinh dùng cái nguồn kinh phí theo cái nghị định 86 của chính phủ để mua sắm cho học sinh. Thế và trước ngày 15 tháng 8 thì các cái đơn vị, các trường học thì đã mua sắm đầy đủ các cái thiết bị, thế còn dụng cụ văn phòng, thế và các cái thiết bị phục vụ cho các trường học thì phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo, thế và cũng mua sắm xong trước ngày 15 tháng 8. Với nhiều giải pháp chủ động sáng tạo, ngành giáo dục và đào tạo huyện vùng cao Bắc Hà tự tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng xã hội học tập, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong năm học mới 2019-2020. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.